Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình link aggregation trên các dòng Switch Maipu. Trên các thiết bị khác thì các bạn hay gọi bằng các khái niệm như là port channel, ether channel hoặc là nick bonding vân vân. Còn trên Maipu thì nó sẽ gọi là link aggregation. Link aggregation trên Switch Maipu thì vẫn có hai loại là static và dynamic. Dynamic thì sẽ là LACP. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cả hai loại ở đây thì mình sẽ có hai switch Maipu S3330 đang nối với nhau bằng 4 link. Cổng 1 và 2 trên switch thì mình sẽ cấu hình mode static. Còn cổng 3 và 4 mình sẽ cấu hình mode LACP. Với mode static thì mình sẽ cấu hình trên cổng 1 và 2. Group mình sẽ sử dụng là một Cũng tương tự như là switch khác. Link aggregation group sẽ chỉ có ý nghĩa local thôi. Hai đầu switch có thể sử dụng group khác nhau. Các bạn sử dụng số nào cũng được, nhưng thường thì các bạn nên đặt trùng nhau để dễ quản lý và monitor hệ thống. Ở mode config global, các bạn tạo một group bằng lệnh link aggregation 1. Mode, mode trên mypool cho static sẽ là manual. Sau đó các bạn ép các cổng vào group này để s thì các bạn vào hai interface g0/1 và g0/2 s vào group bằng lệnh link aggregation 1 manual chỉ đơn giản vậy thôi để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng lệnh show link aggregation group 1 hiện tại thì port channel này đang là layer 2, mode là manual và đang có hai interface member là g0/1 và 2. để kiểm tra trạng thái thì các bạn show interface link aggregation 1. do nó là mode static nên mình chỉ cần cấu hình một switch thôi thì cổng cũng đã up rồi. băng thông lúc này sẽ bằng tổng hai cổng là 2 gig. ok, mình sẽ cấu hình switch còn lại. Với mode static thì các bạn có thể kiểm tra thông mạng bằng cách ping thử qua hai switch. Mình đang có các link khác giữa hai switch nên mình sẽ không test trong trường hợp này. Với mode dynamic thì sẽ dễ dàng hơn để các bạn kiểm tra. Vì dynamic sử dụng LACP thì các bạn sẽ cần phải cấu hình đúng hai đầu thì port channel mới up. Với LACP thì các bạn cũng cấu hình tương tự, chỉ khác phần mode thì các bạn sẽ chọn là LACP thay cho manual. Trong interface thì sẽ là mode active hoặc passive. Với LACP thì các bạn chỉ cần một switch cấu hình là active, còn switch còn lại là active hay passive đều được. Tuy nhiên các bạn nên quy hoạch một switch active, một switch passive để giảm các gói tin LACP không cần thiết. Switch này mình sẽ cấu hình là active. Các bạn sâu ra thì mốt của link aggregation sẽ là LACP. Cổng 3 và 4 vẫn trong trạng thái được task do suite 2 mình chưa cấu hình. Các bạn sâu interface thì cổng cũng trong trạng thái down chứ không up ngay như là mode manual. Mình sẽ cấu hình suite còn lại. Suýt này thì mình sẽ cấu hình mode passive OK, bây giờ thì link aggregation hai đã up, hai interface cũng chuyển sang trạng thái attached. Sau khi tạo xong link aggregation thì các bạn cấu hình cổng này như bình thường thôi. Các bạn chỉ cần vào interface link aggregation, sau đó cấu hình như các interface vật lý có thể là suýt bọt mốt trăng hoặc access, không có gì đặc biệt link aggregation trên switch cũng hỗ trợ layer ba interface các bạn có thể chuyển link aggregation này sang cổng layer ba bằng lệnh no switchport. sau đó đặt ip cho interface này Chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, như vậy là chắc các bạn đã có thể tự cấu hình các port channel để kết nối theo mô hình của mình rồi. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào, hãy để lại comment, CentiTi Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất có thể. Và hãy like xe cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CentiTi Shop bạn nhé.